Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập 189, sau khi tiếp nhận khiêu chiến cùng Hải Huyễn Đấu La, Đường Tam đang bị mắc kẹt trong lĩnh vực của vị Hải Đấu La này. Bằng cách tái hiện lại ký ức đau khổ nhất trong lòng đối phương, Hải Huyễn Đấu La đã thành công khơi dậy cơn phẫn nộ tràn ngập thương đau của Đường Tam. Lại một lần nữa chứng kiến tràng cảnh đau buồn ấy, ánh mắt Đường Tam đành lại, sát khí giống như sóng biển tỏa ra khắp tứ phương. Tiểu Vũ bên cạnh khẽ rùng mình, cảm nhận được rõ ràng cỗ hơi thở kinh khủng mà lạnh lẽo trên người Đường Tam đã không ngừng phát động. Nàng khẽ nhắc nhở hắn đây chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Nhưng đối với Đường Tam, chuyện Tiểu Vũ hiến tế giống như vết dao ghim thật sâu trong lòng hắn, sao có thể bình tĩnh mà không kích động cơ chứ? Sát khí vô tận tràn ra, hai mắt Đường Tam tràn ngập tơ máu. Bát Chu Mâu phát động bắn ra vô số đòn công kích như xé rách hư không cùng vạn vật, bao gồm cả tám gã hồn thánh do Hải Huyễn Đấu La tạo ra. Sau một khắc, một vòng hồng quang che mất từ trên người Đường Tam bộc phát, đệ bát hồn kỹ Lam Ngân Hổ Kình Kình Chi Diệt phát động. Thời gian xung quanh như đóng băng, không gian bị nghiền nát, cảnh vật lúc này lại thay đổi. Biến hóa xuất hiện trước mắt lại làm Đường Tam vừa mới bình phục vài phần, sát khí lại lần nữa bốc lên. Hình ảnh toàn thân hắn biến dạng. Thời khắc đau lòng nhất trong cuộc đời Đường Tam lại hiện rõ một một. Trước mắt, cảnh tượng Tiểu Vũ hiến tế một lần nữa tái hiện. Ở bên cạnh, Tiểu Vũ nước mắt tuôn trào, hai tay ôm chặt lấy người Đường Tam. Lúc này, Đường Tam hắn cũng đang run rẩy, từ từ đứng lên. Ngay lập tức kim quang từ lạc ấn bạo phát, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Không! Cùng lúc đó, hai mắt đồng thời bắn ra hai đạo hồng quang kinh khủng, xen lẫn làm sắc quang đang hòa hợp nhất thể. Lúc này, khi cảnh vật trở lại bình thường, Đường Tam cùng Tiểu Vũ mới thấy mình đứng dưới một cột trụ hình ngôi sao sáu cánh. Đối diện với hai người là một vị nam nhân anh tuấn, lúc này sắc mặt đã tái nhợt, chín hoàn hoàn gồm hai vàng, hai tím, năm đen đã không ngừng phát sáng. Đằng sau người này, một con hư huyễn chi xà hiện lên. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, Đường Tam gần giọng hét lớn. Người không nên dùng tràng cảnh đó kích thích ta, không ai có thể làm thương tổn Tiểu Vũ của ta, cho dù là thương tổn trong ảo cảnh cũng không được. Vừa dứt lời, sát khí sắc bén từ trên người Đường Tam liền bạo phát, hướng tới Hải Huyễn Đấu La trùng kích. Ở phía bên kia, thân thể Hải Huyễn Đấu La liền xuất ra vũ hồn chân thân của chính mình. Chín hoàn hoàn đang không ngừng lóe sáng. Ngay sau đó, hồn kỹ thứ 6 phá huyễn thân phát ra, liền đối chọi lại với lĩnh vực của Đường Tam. Trong tiếng nổ ầm rền vang khi hai đạo công kích va chạm, thân thể Hải Huyễn Đấu La bị đập mạnh vào trụ đai, trực tiếp ngất đi. Cũng rất may cho vị phong hào Đấu La này, vào thời khắc sinh tử, Tiểu Vũ đã dùng hết sức mình mà ngăn cản cho ông một kích chí mạng. Nếu không có Tiểu Vũ, chỉ sợ ông đã bỏ mạng mất rồi. Từ trên không trung rơi xuống, Đường Tam nhìn Tiểu Vũ khóe miệng rỉ máu mà lòng đau xót. Đáp lại hắn, Tiểu Vũ lại nhoẻn miệng cười để trấn an tâm tình của hắn. Ngay sau đó, ma văn trên Hải Huyễn Thánh Trụ bao quanh thân thể hai người. Rốt cục bọn họ cũng đã đánh bại vị phong hào Đấu La thứ ba. Sau khi hoàn thành đệ tam khảo, Đường Tam trực tiếp quay người rời đi đến tụ họp cùng đồng bọn, rồi ngồi xuống khoanh chân lại tu luyện. Ở phía xa, sau khi nhìn thấy nhóm Đường Tam tiến nhập trạng thái tu luyện, hai vị hải hồn sư mới vội vàng đi tới mang Hải Huyễn Đấu La đi dưỡng thương. Trải qua thời gian tu luyện dòng dã 2 canh giờ, cả nhóm đã khôi phục hoàn toàn. Dưới sự chỉ dẫn phương vị của Bạch Trầm Hương, cả nhóm đã đi tới khiêu chiến Hải Quỷ Đấu La. Tại đây, sau khi tới nơi, Ma Hồng Tuấn cùng chữ Vinh Vinh đã lập tức khiêu chiến Hải Quỷ Đấu La võ hồn Ma Quỷ Ngư. Trong trận chiến này, mọi người cảm thấy ấn tượng với Hải Quỷ Đấu La không phải là thực lực, mà là diện mạo của ông. Đúng như tên gọi, ông có một vẻ bên ngoài trông rất đáng sợ. Lúc này, Mã Hồng Tuấn nhờ vào sức mạnh công kích mạnh mẽ, thêm vào đó lại có tinh thần lực dò xét của Đường Tam chỉ huy, cộng với hương tràng của áo tư tạp hỗ trợ. Chỉ trong chốc lát đã chiến thắng được vị phong hào Đấu La này. Sau khi cả nhóm đi đến Hải Tinh Thánh Trụ, tổng thời gian khiêu chiến vừa đạt 7 canh giờ. Kế tiếp, đến phiên Đường Tam tự mình nghênh chiến Hải Tinh Đấu La. Đường Tam trong lòng hiểu rõ trận chiến trước mắt chắc chắn không dễ dàng, thậm chí so với hai trận trước còn gian nan hơn nhiều. Hơn nữa, theo như suy đoán, Hải Tinh Đấu La cùng với hắn đều là khống chế hệ chiến hồn sư, nên thật sự sẽ không dễ dàng dùng cứng đôi cứng được. Lúc này thấy vị quá nhân từ trên cao rơi xuống đã đứng vững trên thánh trụ đài, Đường Tam hơi khom người khẽ nói. Dưới mắt tiền bối, tại hạ Đường Tam tiếp nhận Hải Thần Cửu Khảo, Đệ Ngũ Khảo, xin được khiêu chiến. Đến đây thì hết tập 190 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.